Hello cả nhà, đấy thì bên đây là cái khâu là đang đánh vảy mọi người này. Đánh vảy cá. Cá rồ tự nhiên mọi người nhé, cá này ở một cái ao hoang đồng như hơi ao cái đồng. Đây cái chậu cá đấy à, ăn rất là nhiều, ăn hết được nhiều. Mấy con nhỏ là chút để thái gỏi nhanh nhỏ. Cái phần rau tí đâu hay mua không có tiền. Đầu năm ra đi vay tiền ăn không? À, tí là nấm, nấm nước nấu chèo. Chèo hay ăn mắm. Chèo hay ăn mắm. Hồi nấu chèo ăn. Ăn khác khác đi. Khác á. Là cái trứng này tí bỏ là xay, có mấy xay không? Không, mấy xay dễ cho bà tú mà cả nhà. Bấm nhỏ nhỏ là được, bấm sơ sơ. Thì đang còn 3 quả trứng nữa. Cháu cái cắt nó bị đau tay, nó rách tay. Cháu mình đâu mất được nó. Ok các bác nha.